À, lại xin chào đến toàn thể anh em và các bác đam mê bộ môn súng hơi súng năng khí lại quay trở lại kênh nhé à, ngày hôm nay bên shop lại lên cho anh em hai khẩu một là fxq ba lỗ hàng sài gòn bản cũ và hai nữa là fxq ba lỗ hàng Tactical bản pro mới nhất 2023 hiện tại cho anh em về săn thì hai cây này thì đều lắp ráp gửi xe trả hàng đến hai khách à, đầu tiên sẽ là trả hàng hai khách người trạng tấu yên bái này đấy và cây fxq Epic... 3 lỗ hàng bản Pro này thì trả hàng anh khách người Nghệ An. Thì đầu tiên cũng cho em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến hai vị khách ngày hôm nay. Thì thật sự trên thị trường có rất nhiều đơn vị bán hàng đấy, nhưng mà hai anh khách đã tin tư tưởng và niềm tin cho bên em thì em đã lắp ráp hoàn thiện lên và test ok chuẩn chỉ rồi hai cây củi. Thì sau khi mà anh em nhận được hàng thì em sẽ đăng tải cái video này trên kênh để cho anh em có thể là tham khảo và lựa chọn. Còn là cái video test tâm thì em đã gửi qua Zalo cho anh em xem rồi. Đấy. Tất cả những anh em đặt hàng bên em thì em đều làm video test tâm thực tế trả hàng cho anh em qua Zalo. Còn sẽ quay một lại một cái video giới thiệu sản phẩm sau khi anh em nhận được hàng thì em sẽ đăng tải trên kênh để cho anh em bác cùng tham khảo và cùng lựa chọn cũng nhé. Đấy. Thì ở đây em có đánh mã là A43 và A44. Thì mẫu A43 là 10 triệu 200. Thì anh em mua bán thì đọc rõ mã ra nhé. Còn A44 thì 11 triệu 200. Đấy anh em thích mẫu nào thích mã nào thì liên hệ cho bên em qua số điện thoại kia để mua bán. Để lưu ý với anh em là khi mua bán thì là gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn zalo thì bên em sẽ tư vấn cho anh em thêm về cấu hình và mẫu mã sản phẩm, các nhá. Nói chung là súng thì mỗi cây mỗi cấu hình nó sẽ một giá tiền nó khác nhau. Nên là trước khi mua bán thì anh em cứ lên tìm hiểu và tham khảo thật kỹ đi. Xem cây súng nó cấu hình ra làm sao như thế nào. Đấy, mình mua có điều kiện kinh tế ở tầm bao nhiêu, chơi cấu hình ra làm sao như thế nào, phải biết về một tí đừng có tù mù mua về không biết cái gì mà kia cứ nhìn thấy khẩu súng xong bảo là mua mua xong không biết một cái gì cả về cứ thế thôi đấy có chung anh em cứ tìm hiểu thật kỹ đi nha các bạn nhé cho dù có nhận xe hay nhận ship hay nhận qua như thế nào thì cứ tìm hiểu qua cấu hình đi xong rồi hãng mua đấy có súng ống thì ở, ở, cây nào ở video nào em cũng báo giá cả thật kỹ cho anh em rồi đấy báo giá công khai cho anh em rồi chưa đừng em nhiều anh em cứ gọi điện đến bảo anh ơi có khẩu súng 1 triệu không mới có khẩu súng hai triệu không thì cái đấy không có nhá đúng không? ở trên video em báo giá video thật kỹ rồi anh em cứ xem video thật kỹ đi các bạn nhé đấy còn về hình thức vận chuyển thì đối với hai khẩu này thì sẽ lắp ráp test chuẩn chỉ gửi xe nguyên cây không gửi ship gửi ship thì đối với cấu hình dưới 10 triệu đồng còn những cây này em chỉ gửi nhận qua nhà xe em mua hàng thì sẽ hỗ trợ thêm tiền cước xe miền bắc là 300 miền nam 500 thì vấn đề cước xe thì nhiều anh em vẫn thắc mắc thì nó sẽ không nằm trong giá trị 12 triệu, 10 triệu 200 này. Mà là anh em sẽ phụ thêm thì anh em cọc luôn cái tiền trách nhiệm đấy. Còn đâu là 10 triệu 200 thì anh em nhận hàng và thanh toán tiền qua nhà xe. Đấy, cái tiền cọc đấy thì là tiền phụ 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 thêm và tiền cước xe các bác nhá. Để tránh tình trạng anh em bom hàng là cái thứ nhất và thứ hai là cái nhà xe lấy cước cao thì anh em uh, hỗ trợ thêm một tí để làm sao mà nhận hàng được an toàn. đổi lại thì uh, shop sẽ tặng kèm cho anh em đó là 1 kg kẹo trì một kg nó sẽ gồm 3 hộp kẹo như thế này khoảng 300-300 uh, viên gì đấy cũng không điếm chi tiết các nhá kẹo trì thì anh em nó phải lấy kẹo lấm trì và sả lung bởi vì uh, hiện tại cái cành này có thể chơi được hai dòng kẹo là lấm trì và sả lùng. đấy sả lung thì anh em lên lấy cái loại 23 ba thì để khi mà chơi thì cùng một mức áp này cùng một uh, giải búa này thì em có thể chơi được hai dòng kẹo các nhá đấy thì uh, lấy cái loại 23 ba là hợp gì lý nhất các nhá đấy cành thì uh, Ờ, tại sao bảo chơi hai kẹo vì bởi vì cành ở đây thì hiện tại sâu nắp đó là cành XM8 8 khương tuyến cho anh em. Đấy, cành chuẩn chỉ loại 1 zin, bảo hành nỗi 1 đổi 1, cành 8 khương nhá. Đấy. Giảm của cây 10 triệu 200 này thì đang lắp đó là giảm sniper ôm cành dành riêng cho X. Cực kỳ lấy em luôn, anh nghe này. Đây. Đấy, ok chưa? Ok chưa? Cực kỳ khỏe và giảm êm nhá. Bình là bình carbon 0.5 À, anh em nào thích bình bé hơn thì báo shop lắp 42 hai trệ được. À, van cò đi kết bản chuẩn công ty Uben hàng đã qua xử lý và làm lại của bên shop. combo q ba lỗ hàng Quy Tactical chuẩn chỉ sài gòn bán gốc rút chữ a. co sụp trôn toàn đẩy cho anh em. đấy kính ngắm bera tmd tâm số à, hàng chống rung chống giật chống nhảy tâm tâm hại số tư khắc kính. Điều hoàn thiện một cây như thế này là 10 triệu 200 nghìn cho anh em chơi. Đấy, tặng kèm một kem kẹo trì và một băng đạn 11 viên. Tiếp theo nữa là mẫu A14 là 11 triệu 200 Thì anh em xem một cấu hình đó là Một bộ combo Q3 lỗ hàng Q Tactical Bản Pro mới nhất 2023 này Đấy Có sụp cho toàn bấm cho anh em Bán gấp bán rút chữ A à, Cải tiến buồng hơi lớn cho anh em nhé Thì à, cái cải tiến buồng hơi lớn này Thì anh em chơi cái um, Lisa Và thổi kẹo sấn lung thì nó uh, đạt tốc được Rất chịu là ok không nhé Van là van cờ đi kết bản chuẩn công ty bên bình carbon 0.42 bình thì anh em lắp bình lớn hay bình nhỏ thì bao xốp xong sẽ lắp bình đấy cho anh em đấy giảm âm thì hiện tại ở cái này thì hiện tại xong lắp đó là giảm âm Peter Sài Gòn đấy giảm âm Peter Sài Gòn nhá cành thì đó là cành x mà 8 8 khương tuyến bản đủ hai binh cành zin loại một cho anh em bác chơi đấy bảo hành lỗi một đổi một về cành về tình trạng không trụ nghĩa là ở trong quá trình chơi không biết là anh em chơi bao nhiêu cân kẹo trì không biết là chơi một cân hai cân hay năm cân 10 cân trong vòng một năm nếu mà xảy ra tình trạng không trụ liên lạc lại bên em đổi trả gửi về đây em test không trụ đổi khác còn nhiều anh em là cứ muốn đổi trả bảo là anh được cảnh không trụ đổi nhưng mà gửi về test ok chuẩn chỉ hóa ra bảo anh ơi tại em thấy cũ quá đổi thì cái đấy không có anh nhé anh em chơi người thật việc thật nếu mà không trụ liên lạc bên em đổi trả các bác nhá còn cũ thì không đổi được cũ mà đòi đổi mới thì cái đấy cho anh em thêm tiền vào nhá à, kính ngắm mắc hàng fp đấy con này thì là có đèn hồng tâm cho anh em bán ngày và đêm nhá đấy con này có đèn hồng tâm này có máy xe chỉ nét này thông số là 4 16 nhân 44 các bác nhá đấy mắc fp dòng kính đời mới nhất cho anh em 11 triệu 200 000 một khẩu như thế này bao cho em lượng bồi cự ly là 150 mét săn cò thoải mái thậm chí là xa hơn nhé đấy, đây là hai sản phẩm mà ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến cho anh em bác tham khảo thì anh em ưng mẫu nào, ưng sản phẩm nào thì cứ liên hệ trực tiếp cho bên em qua số điện thoại đây nhé. video ngắn ngày hôm nay em cũng xin phép anh em bác kết thúc đây, xin chào lại bác ở phía sau nhé.